Xin chào tất cả các bác nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Các bạn có nhìn thấy đằng sau mình có 3 quả đồi không? 4, 5 quả đồi không? Đấy, ở trên này rất là nhiều cây thuốc. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tới mọi người một cây thuốc có tên là cây cơm lênh. Ngoài ra nó còn có tên là cây chân rết, cây tràng pháo, cây rắn xanh. Cây này được nhiều người có kinh nghiệm về cây thuốc đã chia sẻ về công dụng của nó chữa bệnh gút. Và ngoài ra còn chữa vết thương, tím bầm, gãy xương vân vân, mụn nhọt rồi chữa áp xe. Thì cái cây chân rết nó như thế nào, hình dáng như thế nào và được sử dụng như thế nào, thì trong video này mình sẽ chia sẻ tới mọi người cụ thể về cây chân rết các bạn nhé, hay còn gọi là cây cơm lênh đấy. Thì video này cũng như nhiều video khác thôi, mình đều chia sẻ về những cây thuốc quanh ta, hình dáng, cách dùng và tên thường gọi. Đó, thì trước khi các bạn sử dụng một cái cây thuốc nào thì các bạn cũng nên hỏi ý kiến của người có chuyên môn, như bác sĩ chẳng hạn, để chúng ta có một cái nhìn phù hợp nhất để chúng ta sử dụng các bạn nhé. Còn ngoài ra mà có những cái cây thuốc nó rất là đơn giản thì chúng ta có thể sử dụng được. Còn những cái gì mà nó liên quan đến bệnh hay là những liên quan đến cái phức tạp khác thì các bạn phải hỏi người có chuyên môn nhé. Nếu như ai mà lần đầu tiên mà xem channel của mình thì cho mình xin một đăng ký kênh để ủng hộ mình và đón nhận nhiều video hơn về những cây thuốc quanh ta nhé các bạn nhé. Từ đây và trong kia còn khoảng một cây số nữa, thì mình sẽ đi vào đấy và mình gửi xe và đi lên thẳng đồi để chia sẻ với các bạn. Thì các bạn xem nhé. Các bạn nhé, theo mình nhé. Các bạn thân mến, mình đã lên rừng rồi, lên đồi rồi. Bây giờ mình sẽ mô tả qua cái cây chân rết cho các bạn xem nhé. Đó, không có ở dưới, ngay dưới vùng dưới này có một cái con chó của nhà dân, nó kêu đức tài lắm các bạn. Thì bắt buộc mình phải lên trên này để cho nó khuất cái tiếng đấy đi các bạn nhé. Đây, các bạn mà lên đồi, lên rừng thì nhớ là đi ủng, mang giày dép vào nhé các bạn nhé. Không có nhớ đâu rắn rết các bạn nhé. Đây, các bạn theo mình đi lên trên này. Đây, đồi rừng đây. Trên này thì rất là nhiều cây thuốc các bạn ạ. Ui, ui, cao quá, không lại ngã. Đấy, cái con cừ hó đấy nó lại cắn lại ít tai quá. Các bạn thân mến, là bây giờ ấy, mình đã tới nơi có cây chân rết rồi. Bây giờ mình thử cái đã, mình chia sẻ với các bạn nhé. Đây, có một con rắn ở trong bới này nó chạy rồi. Các bạn thân mến, trước mặt mình đây chính là cây thuốc có tên là cây cơm lênh, hay còn gọi là cây chân rết, hay còn gọi là cây tràng pháo các bạn nhé. Nó bám, nó ưa thích nó mọc ở đá. Ui, nó dính vào nhau mà dài thế. Ui, không giật được rồi, giật một nhánh thì chia sẻ cho các bạn, nó cũng không giật được, nó mắc chắc quá. Đây rồi, đây là rễ của nó này các bạn này. Đây các bạn nhé, cây thuốc này nó có tên là cây chân rết, hay còn gọi là cây cơm lênh, có nơi gọi là cây tràng pháo các bạn nhìn thấy không? Đó, nó rất là giống quả pháo. Có nơi thì còn gọi là cây rắn xanh, nó rất ưa mọc ở đá và ôm vào những cây cổ thụ các bạn nhé. Đó, rất là nhiều đấy, thì các bạn phân biệt được nhé, phân biệt được nó bò này, nó như là cái con rết ôm ở cây này các bạn này. Đó, đây chính là hình dáng cây chân rết. Và mình theo đọc rất nhiều sách của đông y, cũng như là nhiều người có kinh nghiệm về cây thuốc, và đặc biệt là có anh Quân ở tỉnh Lạng Sơn, anh ấy cũng chia sẻ rất chi tiết về cách dùng cái cây cơm lênh này để chữa bệnh gút, thì các bạn có thể vào tham khảo nhé. Thì bây giờ ấy, mình đã mô tả qua hình dáng, tên gọi của cây cơm lênh này. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách sử dụng và những cái công dụng chính của cây cơm lênh này các bạn nghe nhé. Các bạn nhé. Ui, lên tới đồi mệt quá. Các bạn thân mến, là Vinh vừa mô tả về tên gọi và hình dáng thì các bạn nhận diện ra nhé. Thì cái cây chân rết này các bạn nhé. Nếu như chúng ta mà gieo trồng thì chúng ta cũng trồng được, nó bám giống như cái phong lan đấy các bạn. Trồng chậu cũng được, hãy bám vào những cái thân gỗ mục hoặc là có những cái đá bonsai là nó sẽ sống các bạn nhé.
Đó, đây là cái cách gieo trồng mang về. Thì cái cây chân rết này, bây giờ mình chúng ta sẽ đi sâu về công dụng của nó nhé. Cây chân rết này, theo đông y nhé các bạn nhé, có vị đắng, cay, tính ôn và có tác dụng là sơ cân hoạt lạc, tiếp cốt tục gân, tức là liền xương liền gân. Các bạn hiểu không ạ? Tán ứ tiêu thũng rất là nhiều. Đó, thì cái cây chân rết này các bạn này được dùng để chữa những vết thương do đòn đánh nhé các bạn, do bị đánh đập đánh nhau, hay là vết gãy xương đau xương, do phong thấp đau lưng mỏi gối các bạn nhé. Đó, và ở Lào ấy, ở bên nước ngoài ấy, thì cái lá chân rết này này các bạn này, người ta dùng sắc uống cho cái người phụ nữ mà sau sinh ấy, phục hồi sức khỏe ấy các bạn. Đó, tốt nhé các bạn nhé. Đó, và cái cây này còn có khả năng là chữa áp xe các bạn nhé, và chữa động kinh co giật. Đó, và còn ngoài ra nó còn có tác dụng là giảm đau, lợi tiểu, tiêu thũng, hạ nhiệt, chữa mụn nhọt, viêm đầu đinh, đau răng, chảy máu, và đặc biệt là có khả năng là chữa bệnh gút các bạn nhé. Thì anh Quân anh có chia sẻ về cái bài thuốc chữa bệnh gút, đó là cái cây này cộng với là cây gắm các bạn nhé, rồi một số cái nguyên liệu khác nữa khô để dùng để chữa cái bệnh gút. Ai mà bị viêm khớp, viêm đa khớp là do bệnh gút gây lên ý, thì lên quan tâm cái cây này các bạn nhé, lên quan tâm cái cây chân rết này. Nó có công dụng là chống viêm và giúp mà cái hỗ trợ cái điều trị mà cái bệnh viêm đa khớp do bệnh gút đấy các bạn. Thì các bạn nên nhớ cái công dụng của cây này nhé các bạn nhé. Và nếu như chúng ta mà đi đâu chúng ta bắt gặp thì chúng ta hãy ghi nhớ lại cái vị trí của cái cây này các bạn nhé. Sau đó biết khi mà chúng ta dùng đến thì chúng ta sẽ sử dụng cái cây này các bạn nhé. Được chưa ạ? Đó, thì ngoài ra ấy, thì cái cây này này mình vừa chia sẻ với các bạn là dùng để chữa vết thương do đánh đập, đau xương. Thì người ta sẽ lấy cái, người ta sẽ có những cách dùng. Thứ nhất là người ta sẽ sắc nước lên để uống các bạn nhé. Sắc nước lên để uống thân lá và rễ cũng được, nhưng chủ yếu người ta sử dụng thân lá các bạn nhé. Đó, sắc nước uống. Ngoài ra thì người ta có thể là ngâm rượu, ngâm rượu để uống với liều lượng là 1 kg này 4 lít rượu, 3-4 lít rượu. Đó, rửa sạch người ta sẽ ngâm rượu. Còn mà sắc nước uống thì người ta sẽ uống là từ 15 đến 30 gram cái cây này các bạn nhé. Còn ngoài ra thì người ta sẽ những cái chỗ mà bị đau tím bầm là người ta sẽ lấy cái này thân và lá rửa sạch đi, sau đó người ta giã và người ta đắp trực tiếp vào các bạn nhé. Và cái này chứa áp xe thì người ta lấy cái cây này, rễ của cái cây này các bạn này, sau đó người ta sao vàng, sau đó người ta tán thành bột đi và trộn với dầu, sau đó người ta hơ nóng và đắp tại chỗ những cái chỗ áp xe đấy các bạn nhé. Và ngoài ra thì rễ của cây này, thân của cây này người ta phơi khô và sắc nước uống để chữa co giật và chữa động kinh. Đó, rất nhiều những cái bài thuốc dân gian hay là những cái kinh nghiệm của những người đi trước đã chia sẻ và mình chia sẻ lại với mọi người để mọi người biết nhé các bạn nhé. Còn ngoài ra ấy, các bạn ạ, thì mình cũng ở tỉnh Hà Tây mình ấy, thì cũng có rất nhiều những cái cây thuốc mà nhiều nơi không có. Nếu như mà các nhà thuốc nào hay các bạn mà khác mà cần sử dụng thì các bạn có thể gọi cho mình 0971999132. Thì mình đi làm về và mình có thể thu xếp thời gian để mình lấy cây và mình phơi giúp cho các bạn nhé. Đó, thì như vậy là video của mình ngày hôm nay chia sẻ về cây thuốc có tên là cây cơm lênh, hay còn gọi là cây chân rết, cây cây tràng pháo, hay còn gọi là cây rắn xanh, bởi vì rất nhiều lời nó có tên gọi khác nhau các bạn nhé. Đó, thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ biết được những cái cây này đấy. Cây này nó cũng vào đồi và rừng nó rất là nhiều, và nó mọc hoang, nó giống như cái lan ấy, nó mọc ở những cái cây cổ thụ, nó bám vào nó rất là nhiều các bạn. Đây này, thì hôm trước mình cũng có lấy cho cái cô ở trong Huế 10 kg khô. Đây, mình chặt bên này đấy các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình đã lên đồi và chia sẻ với các bạn xong về
công dụng của cây thuốc có tên là cây cơm lênh hay còn gọi là cây chân rết. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở những nguồn chia sẻ về cây thuốc khác để tham khảo thêm các bạn nhé. Và video sau mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người về những cây thuốc quanh ta. Ai mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn nhé. Xin chào.